Đó, bây giờ mình đi vô mộ cô Sáu nha. Đi trong đoàn nè. Bây giờ mình đi tới đây à. Đấy. Ở đây có cái này nữa không? Đứng đây đi. Có không? Tôi nhớ không có gì đừng lội bọn mà. Đi này nè, cũng một chút thôi nè. Giờ mình 8 giờ chưa ta? Chưa rồi. Giờ đi tối rồi. Khoảng 200 thước. 200 thước vô tới mộ. Đi vòng qua bên kia hả? Quá trời. Phường Thanh Giá Thái Viên. Ở trong đây nè. Ủa rồi đem đi. Thế Mai ơi đi xuống đây à. Mổ gì không phải là không phải à Lưu Chí Hiếu. Lưu Chí Hiếu ở đây mã ngầu ha, mã hả? À, mã chiến sĩ. Rồi vô. Rồi tới là đi cầm đi sao thấy mã nhiều quá nổi da gà lên. Ờ à, lên tự nhiên nổi da gà lên. Tâm lên. Ây da. Cái gì? Con bị rớt cái gì trên đầu cái cọc con cái. Đó. Vậy không mình nói thiệt. Chưa chưa đâu anh ạ. Phải chờ trong cái bộ nam nó có chỗ ạ.
Đợi lên, lên cho chưa, chứ đẩy cầm ý, còn đẩy ra đẩy lên mới lấy được. Tốt nghe kìa. Thôi đi. Đâu không được đâu, mình thấy được đâu, mình chỉ thấy thôi. Nhận bông mà nhận đâu? Cái tôi rồi đấy. Ai giống Hà Lan đó, nhiều cái mà chợ mơ với người ta. Mình ngồi đây. Đi luôn ra đây đã. Quay lại xếp hàng vô không kiến đó. Ôi chị. Mấy anh kia luôn quay lại xếp hàng vô đi, không theo thứ tự, đừng cái dòng lên nữa chị, đứng yên tại chỗ đi. Bên này còn được 2-3 mâm nữa nè, chị nào cũng đặt cái gì vòng đó. Anh cho đỡ về phòng đang đầy anh ạ. Mà chưa đặt cái phòng đó. Em mua cái này cũng được. Đó nè, có. Đó, cái hình trắng trắng đó. Chị nào có lễ đây chuẩn bị cho nhận lễ gì mà. Ở đâu ngoài lọ. Nó ở bên đường sang. Ở bên này để nhận lễ. Đó, đi vô mộ, mộ cục sáu mà hả, coi nè, xe đẩy à. Xe đẩy. Xe đẩy từ Tết, từ Tết, từ Tết. Ừ. Mấy người Bắc mà đạo Phật ha, là người ta tôn dữ lắm. Nói như mình nữa hả. Toàn là người Bắc không, hay Hà Nội vô. Cũng gà xôi.
vô một tô sáu gà xôi. Không bỏ xe này đẩy cho nó khỏe luôn. Mình bảo vệ công cụ công trường giới thiệu đặc biệt trung giá trị di tích lịch sử quốc gia, đặc biệt là tù Côn Đảo. Đi vô đây nha, có 7 người ra nha. Sống văn minh, lịch sự, yên nhẹ, nói khỏe, không gây mất an ninh trật tự, đảm bảo. Chưa đi đi theo biển. Đừng có vô đây để. Bán quà lưu niệm nha, cơm đỏ. Vô trong mộ đây là chuẩn bị nơi sánh lễ, nơi sánh lễ. Nơi sánh lễ nha. Thầy cúng đâu? Cái này giờ cúng cái nào trước? Cái đài trước đâu? Cái nào cúng đài, cái này đài. Mấy giờ? Với lại lãng qua kia. Lãng qua trà. Mai sáng. Bây giờ anh tân bước. À, giờ cậu rồi. Còn cái này không? Cái này. Rồi, đúng không? Năm nghìn 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 năm nghìn